Chào mừng các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc các bạn đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Các bạn thân mến, tuần 4 tháng 1 âm lịch, từ 23 đến 29 tháng 1, năm con giáp dưới đây được thần tài gõ cửa, may mắn, tài lộc đến ầm ầm. Bạn sẽ được bề trên ban lộc, gặp may mắn trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, từ chuyện công việc đến chuyện tiền bạc, tình cảm. Ai đang nghèo khó thì sẽ có người cho tiền, ai đang thất nghiệp thì sẽ bất ngờ tìm được một công việc trong mơ. Ai chưa có người yêu thì có khả năng cao sẽ tìm được một nửa kia như ý. Các bạn hãy cùng hoan hỉ mà nhận tài lộc nhé! Tuổi Tý. Tuần này các tinh mang tới cho người tuổi Tý tâm trạng vui vẻ, tràn đầy niềm vui, tinh thần làm việc phấn chấn, tỉnh táo, lại có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện đều thuận lợi. Bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp để kéo năng suất chung cao hơn. Tài chính trong tuần này cũng không có gì phải lo lắng. Bạn kiếm được lợi nhuận không nhỏ từ những mối làm ăn đã xây dựng trước đó. Uy tín của con giáp này trên thương trường càng được nâng cao thì càng có nhiều khách hàng muốn làm việc và hợp tác với bạn. Về mặt tình cảm, may mắn về đường tình duyên cuối cùng cũng tìm đến gõ cửa bạn. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm được ý chung nhân, nhưng bạn cũng đừng kén chọn quá, kẻo để lỡ mất cơ hội lần này. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tý trong tuần này duy trì mức ổn định. Dù đôi khi công việc bận rộn, áp lực cuộc sống đè nặng lên vai, nhưng bạn luôn biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân, không để sức khỏe bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, sự thay đổi thời tiết cũng khiến bạn khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, làm việc thiếu tập trung. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dần. Tử vi tuần 4 tháng 1 âm lịch của 12 con giáp dự báo tuần này được coi là rất may mắn với người tuổi Dần, khi các phương diện của bạn đều khá hanh thông, công việc ở thời điểm này đã diễn ra theo đúng kế hoạch của bản mệnh, không có gì phải lo lắng. Tài lộc cũng rất khả quan, mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây. Dù vậy, cơ hội luôn đi kèm với thách thức, may mắn đi liền với xui xẻo, vì vậy bạn nên thận trọng trong việc chi tiêu số tiền này sao cho phù hợp. Lại thêm được các tinh trợ lực nên tình cảm đôi lứa vô cùng thăng hoa, bạn thích nói lời yêu thương với một nửa của mình, đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa. Chỉ tiếc không phải lúc nào bạn cũng biết dùng nên khiến mối quan hệ có lúc khá lạnh nhạt. Đáng chú ý là tình hình sức khỏe tuần này có phần sa sút do có hung tinh tác động. Bạn có thể thường thấy cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng, hung tinh còn mang điềm báo tai họa, thậm chí bản mệnh còn gặp phải họa huyết quang, ảnh hưởng đến thân thể. Vì vậy, khi tham gia giao thông hay làm việc cần hết sức tập trung, chú ý. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Xem tử vi tuần 4 tháng 1 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi Mão đang đứng đúng vị trí của mình, vì thế hãy nỗ lực hết sức để phấn đấu. Các tinh xuất hiện giúp giảm đáng kể áp lực mà bạn phải chịu trước đó, nhờ vậy bạn sẽ có thêm động lực để giải quyết nhiệm vụ nhanh chóng. Vận may tài lộc cũng đến với con giáp này khi người tuổi Mão nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác, nhờ vậy có thể kiếm về một khoản lợi nhuận kha khá cho mình. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập tăng tiến. Xem tử vi tình duyên cho người tuổi Mão, các mối quan hệ gia đạo trong tuần này đều duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Đặc biệt nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đủ đầy cho gia đình lại vừa không quên chăm sóc bản thân nên gia đạo vô cùng êm ấm. Nhìn chung gia đạo rất an yên, không có điều gì phải lo ngại. Bản mệnh vui vầy bên con cháu mà không bị những mâu thuẫn, xung đột gây phiền nhiễu. Các mối quan hệ họ hàng, làng xóm, bạn bè đều hài hòa, tốt đẹp. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ.
Tuổi này được coi là rất vượng tài với người tuổi Ngọ nhờ có nhiều cát tinh chiếu mệnh. Con giáp này biết cách kiếm tiền từ nhiều nguồn để cải thiện thu nhập của mình. Lúc này bạn không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, bạn đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Công việc cũng không có gì phải lo lắng, thời điểm này thuận lợi là thế, nhưng việc này đồng nghĩa với nhiều nhiệm vụ hơn, bản mệnh cũng cần nỗ lực làm việc hơn. Người tuổi Ngọ sẽ có thêm trách nhiệm phải gánh vác, thách thức là không nhỏ. Chuyện tình cảm của người tuổi này trong tuần diễn ra tốt đẹp, hôm nay dù có bận rộn đến đâu cũng đừng quên gửi một vài tin nhắn yêu thương hoặc đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm bất ngờ. Đây là cách rất hay để bạn hâm nóng tình yêu dành cho người ấy. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Tử vi cho rằng người tuổi Mùi có cơ hội gặp được quý nhân trong tuần này. Người tuổi Mùi nhờ thế mà nhận được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình trong công việc, có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp của mình. Bạn gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp của bạn. Đây là cơ hội tốt, hãy tận dụng triệt để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên, sự giúp đỡ từ phía người khác chỉ mang tính chất tạm thời. Muốn lâu bền thì tuổi Mùi vẫn cần tự nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng cá nhân. Tranh thủ thời gian này để học tập định hướng bản thân sẽ rất hữu ích cho sự nghiệp về lâu dài. Tài lộc vượng phát đảm bảo nguồn thu nhập vững vàng, ổn định cho con giáp này. Tài chính không có gì phải lo lắng, con giáp có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thế mà lười biếng, bởi tiền bạc chẳng thể nào có mãi mà không hết được. Trong tuần này, người làm kinh doanh có nhiều cơ may đón nhận cơ hội phát tài, phát lộc trong tầm tay. Con giáp này có nhiều ý tưởng, lại dám nghĩ, dám làm, nên có thể đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường làm ăn, thuận lợi tăng gấp nhiều lần, mang tới những niềm vui bất ngờ. Không những vậy, con giáp này còn gặp may ở phương diện tình cảm. Cát khí giúp người có đôi nhanh chóng hàn gắn được những rạn nứt trước đó, khi cả hai đều không muốn đánh mất tình yêu này. Ngược lại, người độc thân cũng tự tin thể hiện bản thân, tăng cơ hội gặp gỡ người phù hợp. Tuy nhiên, sức khỏe của người tuổi Mùi trong tuần này có nhiều điểm cần hết sức lưu ý. Dễ thấy nhất là có nhiều thời điểm trong tuần, gia chủ dễ đau yếu, lâm bệnh, cản trở sinh hoạt. Dễ gặp phải nhất là các bệnh về đường tiêu hóa hay tổn thương mô cơ, bệnh về tim mạch, mạch máu não. Ngoài ra, cũng nên đề phòng một số chấn thương, tai nạn do tác động từ bên ngoài. Tốt hơn là nên đi đứng cẩn thận, tránh làm việc quá sức. Nếu cơ thể có những cảnh báo rõ ràng, bạn nên gác công việc hàng ngày lại và đi khám chữa bệnh ngay, chớ nên kéo dài khiến bệnh ngày càng trở nặng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp may mắn nhất trong tuần thứ tư của tháng 1. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!